Rồi. Tên tiểu phẩm là gì? Dạ, ước mơ ai nợ đánh thuế. Ước mơ ai nợ đánh thuế. Ai nợ đánh thuế. Rồi, xin mời các bạn, chúng ta ra ngoài chuẩn bị, khi nào xong thì nó bắt đầu. Âm thanh xong chưa? Rồi xong nhé em ơi, xong thì bắt đầu rồi, nó bắt đầu rồi cô nè. Má cũng thích đi luôn. Đi từ Bắc vào Nam. Đi vào bên gì mà Úc xây cho ơi.
xong rồi con thấy nó trả lời luôn. Trả lời. Con đi trên nét đó má. Thấy người ta làm cái gì trên nét hay bỏ 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 hết. Đó. Con muốn làm cái gì mà về về cái máy tính đó. Vậy là con cộng thành nhiều má. Vậy là đúng rồi. Ở trường đại học Tâm Hiến của anh có đào tạo tất cả những ngành mà em vừa nói. Em có thể thực hiện 1/2 ước mơ của mình tại trường đại học Tâm Hiến. Dạ, điển hình như con nè cô. Con đến từ khoa quản trị kinh doanh. Thì từ nhỏ cô ước mơ con có được bằng cử nhân kinh tế. Con có thể làm việc trong một cái tòa nhà thiệt là lớn. Con có thể kiếm ra nhiều tiền giúp đỡ những người nghèo đó cô. Và đặc biệt nha, cô ước mơ con được làm tổng giám đốc nè, có thể tuyển được những cô thư ký chân dài, chân dài. Con này cũng loại sớm rồi cô. Con chân dài như con ở nhà mình đó. Dạ, cô trẻ. Yeah.